thưa quý vị đền ơn đáp nghĩa sự cống hiến hy sinh cho hòa bình độc lập không ngừng lan tỏa sâu rộng trong những thế hệ nối tiếp nhau ở mọi miền tổ quốc tại thành phố vũng tàu dòng chảy này cũng đã và đang lan tỏa qua nhiều phương cách Song song với việc thực hiện trọn vẹn mọi chính sách đền ơn đáp nghĩa với những gia đình chính sách, người có công, thành phố cũng chú trọng lưu giữ, bảo tồn những dấu tích nhắc nhớ về sự hy sinh, mất mát lớn lao cho hòa bình độc lập. Đặc biệt, dành những vị trí, địa hình đẹp, thuận lợi giao thông để xây dựng những công trình đài tưởng niệm thờ phụng liệt sĩ. Chia sẻ ngày mới sáng nay, mời quý vị cùng tìm hiểu hai công trình tưởng niệm thờ phụng ghi nhiều dấu ấn này tại thành phố Vũng Tàu. Để có nơi thờ phụng liệt sĩ trang trọng năm 2004, thành phố Vũng Tàu triển khai kế hoạch xây dựng đền liệt sĩ. Vị trí được chọn là đồi Ngọc Tước ở phường Thắng Tam, nằm giữa trung tâm thành phố, đồng mối các tuyến giao thông gần với bãi biển đẹp nhất thành phố, bãi sao. Trải rộng trên diện tích hơn 2,4 ha với tổng mức đầu tư 12 tỷ đồng, đền thờ có các hàng mục, cổng tam quan, sân đền, nhà giang bia, hai nhà nghỉ chân, điện thờ. Công trình hoàn thành năm 2006 là đền thờ liệt sĩ quy mô lớn nhất, kiến trúc cảnh quan đẹp nhất trong số các đền thờ liệt sĩ tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đền thờ hiện hữu giữ 71 hài cốt liệt sĩ, trước đây chôn cất ở nghĩa trang phường 12, đồng thời lưu danh 1397 liệt sĩ. Chúng tôi thấy rằng cái vị trí của thành phố làm để đền thờ đền đền ơn các anh hùng liệt sĩ trên này thì hết sức tuyệt vời. Thì đấy là một cái việc làm đầy ý nghĩa để cho con cháu mai sau nhớ mãi mãi. Đối diện với đền thờ liệt sĩ là đài tưởng niệm liệt sĩ nằm giữa dòng xoay trung tâm thành phố, có chu vi 1.000m, được coi là dòng xoay quy mô nhất Đông Nam Á. Dòng xoay vốn là đồi cát, phủ dày cây dương. Quá trình mở đường cải tạo khu vực bãi sao, dòng xoay vẫn giữ lại độ cao gần 15m. Và trên độ cao này, một tầng đài tưởng niệm liệt sĩ được xây dựng vào năm 1979. Công trình có thiết kế hình lăng trụ gồm 3 tầng hầm, 9 tầng nổi dâng cao lên trời xanh 32 m khắc đậm dòng chữ Tổ quốc ghi công ở cả ba mặt. Dưới chân tầng đài đặt hai định hương lớn. tầng đài là biểu tượng của sức mạnh, tinh thần trượt lên mọi gian khổ, ý chí quyết thắng của thế hệ đi trước và những thế hệ chúng ta nói tiếp nhau. Khu vực tầng đài mở rộng thành công viên, chứa những bồng hoa, cây cảnh, bố trí hài hòa. Trong đó loại cây trồng nhiều nhất là hoa sứ, cũng là loài cây phủ dày các sườn đồi, sườn núi ở thành phố Vũng Tàu. Công viên Đài Tưởng niệm Liệt sĩ hoàn thành năm 1993 là nơi tổ chức những sự kiện quan trọng lễ tưởng niệm liệt sĩ nhân lễ hội lớn, cũng trở thành điểm thư giãn vui chơi của người dân thành phố và du khách. Từ đây tưởng niệm có thể nhìn bao quát toàn thành phố khắp bốn phía. Cũng thường hay đưa gia đình đến tượng đài liệt sĩ, từ trước hết là cũng để hít thở cái không khí trong lành. Thứ hai nữa là cũng tận hưởng cái cảnh đẹp của Vũng Tàu. Từ đây chúng ta có thể nhìn được qua mọi góc độ từ biển rồi đến cuộc sống xung quanh. Và quan trọng hơn nữa là ở đây là chúng ta có hướng đến những cái cội nguồn của dân tộc, nhớ ơn những cái người đã hy sinh về đất nước. Toàn thành phố có một nghĩa trang liệt sĩ, hai đền thờ liệt sĩ, hai đài tưởng niệm, hai bia tưởng niệm, khắc họa tinh thần chiến đấu quả cảm của quân dân chủng Tàu của những cán bộ chiến sĩ đã hy sinh anh dũng trong đấu tranh giành hòa bình độc lập dân tộc. Ngoài đầu tư quy mô khang trang, đảng bộ chính quyền thành phố Vũng Tàu còn chú trọng chỉnh trang, tu bổ hàng năm, bố trí lực lượng chăm sóc chu đáo, để từ đây mãi lan tỏa còi nguồn tri ân, lan tỏa đạo lý đền ơn đáp nghĩa.